chặt đũa. Cái nồi này chất lượng nha, quán này không có xương nhá, lọc hết xương này. Tẩm ướp bây giờ là bắt đầu đảo tái tái đấy. Thì sẽ cho nước dừa vào, bia nữa, cho hai quả dừa bé này vào, bia nữa, sốt sệt cho nó mềm vừa đủ, là sau đó là chấm bánh mì với ăn bún nha. Thơm đấy nhỉ, chưa chín đã thơm rồi. Úi giời, điếc mũi hàng xóm. Tí nữa thì cả nhà toàn mùi chó. Bắt đầu đào lòng được tay rồi đấy, nó ra nước. Thì lá quế là cho thơm nha. Đi nhớ xem tình hình nào mà. Để cạn nước này xong mình đổ nước dừa vào nó mới mềm được. Con chó này nó cũng có một chút tuổi rồi, mới bắt đầu ngót lại rồi này này. Đấy, chưa có tiết mà đã đỏ rồi kìa. Có vẻ là tương đối đạt rồi đó. Vào tiếp, màu nó đang sẫm dần lại thêm rồi. Sắp sửa múc mang rồi. Định cho hai quả, chỉ cho một quả thôi. Cho hai quả mà nếm nó ngọt lắm rồi. Cho một quả thôi. Tràn nước luôn. Tiết mục tinh quý hết đây. Cho hai quả vào cũng được nhưng nó ngọt quá. Ngọt quá. Rồi, tí nữa thì ta uống vậy. Tại vì là tiết với lại mình ướp vừa nãy nó tương đối ngọt. Xuất sắc. Thử tí xem nào. Chờ đợi đủ rồi đấy. Cho hơi nhiều tiết. Màu nó không được đẹp lắm. Bớt tí tiết thì có khi đẹp hơn. Thử xem nào. Vừa chưa? Tắt bếp. Múc vàng với bánh mì với lại bún nha. Vừa chín. Không bị mềm quá. Ngọt. Được rồi. Chứ thêm quá lại có khi lại mềm quá. Xin nhớ. Đấy, ăn lên. Tí nhớ. Ủ cho nó thêm một tí nữa. Tắt bếp. Dừa nên nó ngọt lắm. Tắt bếp nha. Ăn một tiếng không? Được rồi. Wow. Búc bang. Thịt chó nó phải uống rượu mà. Thôi, mình khát nước, mình uống bia. Uống cái này cho nó mát. Hôm qua cũng say rồi, hôm nay nhẹ nhàng này thôi. Rồi, mời cả nhà. Bún. Bánh mì. Chút rau thơm. Món chủ đạo. Ok đấy. Cái ngọt, vị ngọt của dừa nó khác so với ngọt của mì chính.
Mình lấy con nước mà giờ rút hết rồi. Ngon đấy. Vừa chua thế là cùng.